chúng tôi thấy là đội tuyển cây xanh gọi là xanh nhưng mà lại mặc trang phục áo màu đỏ có cả nhơ nhơ còn với là quần trong thất đai xanh nhơ với sở bên trái là tài chính còn là đội tuyển cửa bắc cửa bắc bên trái của đội tuyển cửa bắc mang hai màu áo một màu của đội tuyển 2023 bên trái các bạn là đội cửa bắc và bên phải là đội cây xanh bên phải của trọng tài đề nghị hai đội mang trang phục hai màu chính đi quần thì đội tuyển cửa bắc là quần cũng hai màu quần màu quần thứ ba màu đội tuyển hà tắc này bố trí lực lượng lên nào, không chưa? Không được cấm, đuổi qua cả không được cấm cho mọi người. Chúng tôi nhắc là các đồng chí trong sát chúng ta giám sát rằng không được cuốn dây, không được tắt dây. Được tắt nước đề nghị các cổ động viên ở phía bên ngoài hai đội chuẩn bị một hai ba rất là rất là nếu như mà chúng ta để kéo to như người cửa bắc thì có to phải đến mấy thì cũng phải thôi vì chưa có kỹ thuật đứng thì làm sao kéo được. Cây xanh sẽ ở bên trái màn hình các bạn. Tổ chức vào lúc 14 giờ tại nhà văn hóa thôn hai đội chí hai đội lâm vây đề nghị tất cả các cổ động viên chúng ta đứng dịch ra đây qua cửa bắc này ở đây này thế nào bên phải các bạn là đội cửa bắc à bên trái là đội cây xanh ở hiệp hai hai đội chuẩn bị hai đội chuẩn bị đâu chuẩn bị chưa chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị thả dây ra đội tuyển cửa bắc thả dây ra một thứ để trả lại cho dây tuyển hai đội chuẩn bị hai đội ghi dây ra giữ gìn dây chuẩn bị Yeah.